Rồi, chào các bạn đến với kênh Ali Bình Nóc phía sau. Rồi bây giờ diễn biến xong kèo hẹn rồi, bây giờ tới kèo sau. Kèo đang cáp chấp chế là bên đây là lửa kia cho Trầm Dên, bên kia trắng kia cho nhóc nhỏ. Ủa Trầm Dên có chấp chế không Trầm Dên? Là Quýnh Đồng. Ở đây nè, nhân vật chính nè, không thấy nó mua cái quần không? Ché thằng em thiệt rồi. Rồi đây là diễn biến này, chuẩn bị kèo. Chung là kèo này là đánh đồng nha các bạn. Hôm qua là nhóc nhỏ lộn thanh nhỏ rồi, thì hôm nay tới giờ tới Trầm Dên, lửa kia cho Trầm Dên. Đang gom sổ, sổ cũng nặng nha. Sổ lớn à, bên kia thua xét bên kèo hẹn cũng cũng bốn mấy á các bạn, nên cũng 50 luôn hả. Nói chung là bên kia hàng sáu bên kia cũng đang cắn ớt rồi, cho nên cũng vô, cũng đang vô đây nè. Có cũng có ông anh cũng cắn ớt luôn nè, đi vòng vòng ngoài nè. Rồi sân banh đang vui lắm các bạn, sân banh hội tụ nói chung là mấy anh tài nè. Anh em vàng sáu có lửa nè. Rồi nói chung là Trầm Dên miền Tây nè, dưới lửa đang bao sổ, đang gom sổ bên kia. Anh này mấy chục à. Đang gom đang lên. Nói chung là đang lên nha các bạn. Di chọi đang đi vòng vòng, đang gom hình sáu cho chủ, mấy ông chủ. Sân banh đang rất là hấp dẫn. Rồi cho chạy được rồi. Rồi, giờ chuẩn bị cho chạy. Bên đây đang bao sổ nha các bạn. Căng canh đây lửa. 16 điểm, thêm với. Nó thua rồi, cái bàn nó thấy gì. Rồi 1-0. 1-0 nghiêng cho Trầm Dên. Ở đây lửa kia cho Trầm Dên, bên kia trắng kia cho nhóc nhỏ. Rồi Trầm Dên nhảy cao. Trầm Dên là cũng là tay đầu dò đẳng cấp của miền Tây á. Rồi pha tự sát của Trầm Dên. 1-2. Hả?
mà giờ chủ sân người ta kêu đăng rồi. Hai điều nói chung là anh quay cưng nhiều lắm á nhân. Hiện tại giờ cái số ký mấy anh em mà số ký nhiều cưng á, người ta mê cưng lắm. Rồi. Hai điều đang vô 6 tiếp, đang vô 6 thêm 5-10 gì nữa đó. Trời ơi, trái banh cầm trên. Đây nè, đây là quần nè, quần may độ. Quần may độ, lửa nè, lửa. Quần ngay bình, mặc vô là lấy lúa. Điểm 3-2, có bóng. Rồi. Trầm Vinh nó lè như con sóc vậy. Ngoài. Rồi, chấp anh ngoài. Ba đều. Trầm Vinh với Thanh Nhỏ là ở miền Tây mình á, là Vinh Thanh Nhỏ là rồi Nhí Hảo hiện tại rồi đầu dò phải nói là rất là đẳng dưới miền Tây. Được, cắn xe banh cây kỳ quá, Trầm Vinh quýnh khó chịu quá. Trời ơi, cái banh nó qua là lấy lúa rồi. 4-3. Sân nhà đang giao thêm 4-3. Trời ơi, cái banh á, nhóc nhỏ hay quá. Cơ hội. Trời ơi, nhóc nhỏ chấm lại liền. 5-3. Đó. Chứ bạn xỉn à. Quá hay nhóm nhỏ, nói chung là kèo này ngang nhau nè, lúc nãy thì xỉn trên cơ quá, xỉn lên đầu lưới lụm, kèo này thì Trầm Vinh hơi nhẹ ăn xíu, thì nói chung bên kia cũng tự tin, nói chung là hai bên phát huy được thì tốt. Năm ba. Hay quá Vinh ơi, chân cũng Vinh hay quá. Hay quá Vinh quá. Cơ hội. Trời ơi, cái banh quá đẹp. 4-5. Trầm Vinh liếc cho anh nó hay quá. Banh lên đầu lưới mà liếc kiểu đó là xong. Quay mà mũi cắn hoài ta. Trời ơi, Trầm Vinh nó quýnh nó kìa. Năm đều hàng sáu đang xôn xao đang vô. Rồi.
Trời ơi, rồi cho anh có lưới. 6 năm bên dòng dên lên lợi rồi. Dưới qua dưới lợi ghê quá. Trắng sau kèo này cây hơi trò tròn xíu. Dòng dên nó trắng kiểu nó chấm kiểu đó, trắng thủ mệt lắm. Rồi nó lên banh. Thì số mấy ta? Thôi đừng chịu. Hai bên nói chung là đoàn giết như nhau á. Trời ơi, chồng dên động tác nó ghê quá. 8 năm đổi sân. Chồng dên lên đầu lưới nó quýnh tốt quá. Ăn ra lấy đồ luôn nghe chồng dên. Để quên. Tới 16 điểm lần cho nên là gác 8 năm cũng không có gì hết. Rồi lửa kỳ lên rồi. Rồi cái bành chậm lá rồi. 6-8. Thanh nhỏ đang lằng nhằng. Ôi chồng dên lên liếc rồi. Trời cho bành đá đẹp quá. Cơ hội. Rồi chồng dên đá cho bành. Cho bành lừa hụt. Rồi bên ngoài cho nhóm nhỏ. Chính sao. Trời ơi, banh lửa kia lên đầu lưới không. Trời, mũ binh 79. Cái banh mũ binh. Pha nỗ lực của mình trắng làm lên mũ binh. Trời ơi, nó lên động tác lên lùa. Động tác lên lùa trắng té không. Trời ơi, thấy không? Nó quýnh. Vô. Hồi quýnh kiểu đó đó, thủ gì nổi. Nó lên động tác nó không có thấy được. Nhóc nhỏ quá nó rồi kìa, tốt quá em ơi.
cắn cũng rất là nỗ lực, mà có con cái chầm dên nó lên đầu lưới nó quýnh tốt lắm. Rồi lên thủ đá cái bành, rồi lên gạt, nhấp cái chân lên lại sửa lên sóng liền. Rồi ôi hụt cho đi, hụt ra đây. Tám không có hai điểm mà gán em nói gì vậy. Tám mươi sức banh này trong ngoài này kia gom hàng sáu cũng 30 ba mấy á. Lên cái anh còn, cái anh còn. Cháu anh thiếu quản ý của hai bên. 9-11. Trời ơi cháu anh. Ôi cháu anh nó mà qua một cái là đứng hình. Rồi đúng rồi. Rồi ai mà có U50 là qua đây đá đầu giò nè. Đá đầu giò với ông anh. Đó. Đúng rồi, Phước Tên bò. Anh em nào mà U50 á mà đá đầu giò mà ngon ngon á, qua đây quýnh với ông này. Quýnh với ông ở sân chuồng bò tiền một thúng là lấy lúa. Vì danh của anh là khách sạn. Quá hay rồi, trận banh quá hay rồi. 0-1 rồi phải không? 0-1. 10-11. Cái anh Hữu Bình. Cái anh đội giặt lưới đỏ đứng hình. Vỗ tay đi. Một đều. Ai thằng ngồi góc bên kia tí rồi, thằng ngồi góc bên này không? Đều. Một đều. Giống nhỏ đó lên đều rồi. Trời ơi, chú anh hay. Trời ơi, chú anh bên kia hay. Vô anh. Hay đi. 2-1. Trời, nhóm nhỏ hơn thế ai. Tỷ số 2-1. Nhóm nhỏ đó lên này gác 3 điểm luôn. Gác 3 điểm mà nhóm nhỏ lên được gác điểm lại luôn. 2-1 quá hay cho nhóm nhỏ. Nhóm nhỏ hơn lại rồi. Nhóm nhỏ tỉnh lại rồi, tự tin lại. Ờ nó quýnh. Em đồng hộp với ba. Thấy lỗ quýnh. Thấy quá xin hợp ơi.